Trà sữa là dòng đồ uống đã phá bỏ các quy tắc. Tại sao lại không dùng khoai môn? Tại sao lại không dùng nguyên liệu từ màng bánh? Đó chính là cái đặc sắc của trà sữa. Đồ uống ngày hôm nay, khoai môn kem phô mai. Bắt đầu với 30g bột khoai môn. Bảy mươi ml nước sôi. Khuấy đều. Tiếp theo 20 ml đường. Khuấy lên một chút. Tiếp theo, 2 muỗng kem. Với bạn nào là người ưa thích vị béo ngậy, chắc chắn sẽ thích món này. Đồ uống tiếp theo sẽ thanh mát hơn, mang tên là trà nhài mật ong kem phô mai.